Xin chào, chào mừng các bạn đang theo dõi channel của Chính Đồng Mobile. Hôm nay thì mình sẽ cùng hướng dẫn các bạn làm một món ăn cực kỳ quen thuộc, đó chính là món bánh bông lan. Và sản phẩm mình hỗ trợ thực hiện đó chính là một cái chiếc nồi cơm điện đến từ nhà Judy Lee với cái phiên bản RC201. Và bây giờ đây thì hãy cùng mình bắt tay vào làm món này nha. Vì thời gian không cho phép nên mình đã chuẩn bị trước chi tiết nguyên liệu thì mình có đính kèm lên trên màn hình luôn nha. Và để có thể thay đổi thêm một cái vị lạ thì mình có cho một ít nho khô nữa nè, không làm bánh bông lan truyền thống. Và sau khi mà các nguyên liệu này đã được hòa quyện chung với nhau rồi thì mình sẽ lấy cái lòng nồi của chiếc nồi cơm điện này ra. Với cái lòng nồi này thì các bạn sẽ thấy là nó có cái kích thước khá là mini, tại vì dung tích của nó chỉ có 2 lít thôi. Tuy 2 lít nhưng mà nó sẽ được tráng một cái lớp chống chín như thế này, nên là khi mà các bạn nấu cơm á, nó sẽ không có bị dính đâu nha. Chất lượng của nó cũng khá là ổn áp. Đối với mình thì mình cảm thấy là cái lòng nồi này á, nó có vẻ không có dày lắm. Nhưng mà nếu như các bạn nào mà chúng ta sử dụng một cái chiếc nồi cơm điện thông thường thì cũng là một cái lựa chọn ok, không quá khắt khe. Rồi, sau khi mình đã chuẩn bị các nguyên liệu xong thì mình sẽ bỏ nó vào trong này. Này, bánh hơi mini nha mọi người, mình chỉ làm nhỏ gọn thôi. Và giới thiệu sơ với mọi người về sản phẩm ngày hôm nay mình sử dụng để nướng bánh bông lan nha. Đây là một cái chiếc nồi cơm điện. Với chiếc nồi cơm điện này thì nó chỉ có dung tích là 2 lít thôi, nó khá là nhỏ và giá bán của nó là 800.000 của nhà Jolie nha các bạn nha. Về giao diện sử dụng thì rất là cơ bản, bật nắp như thế này bằng một cái nút bấm ở phía trên, và đây là chỗ để cho các bạn có thể thoát được cái lượng hơi nước. Và ở phía sau thì mình thấy là nó không có một cái chỗ thoát nước nên là mình thấy nó hơi lạ. Rồi, phần ở phía trên thì phần nắp này các bạn có thể tháo rời ra rất là dễ để mà vệ sinh chùi rửa nè. Đó, mình có thể lấy ra như thế này. Đó, dễ dàng vệ sinh và chùi rửa. Cách lắp đặt cũng tiện chứ không sợ là nó quá khó khăn. Ở đây, đó. Với cái chiếc nồi cơm điện này thì các bạn sẽ thấy là thiết kế của nó được tối giản hoàn toàn các chi tiết từ phần quai cầm, tay cầm và thậm chí ở cái vị chi tiết ở bên này. Trông nó sẽ khác hơn so với những cái phiên bản, những cái chiếc nồi cơm điện thông thường mà các bạn hay thấy. Đặc điểm của cái này thì trong sản phẩm của mình nó sẽ tối giản hết tất cả những chi tiết, nhìn nó cũng sẽ tươm tất hơn và không có bị lỉnh kỉnh, và các bạn dễ dàng vệ sinh chùi rửa. Nhưng có một cái điểm mình thấy hơi bất tiện đối với mình cảm nhận nha, đó chính là cái phần tay cầm đôi khi nó ở vị trí này á, thì nó sẽ hơi kiểu như đồng ý khi mà các bạn ôm ở dưới này á, thì nó sẽ rất là chắc tay, nhưng mà mình cảm thấy nó chưa có quen nên mình vẫn thích cái thiết kế nằm một là phần cái phần quai sách hơn. Về cái phần giao diện ở phía trên để cho các bạn có thể thấy là nó sử dụng bàn chạm cảm ứng. Ở đây nó gói gọn hết tất cả những cái thao tác cực kỳ dễ sử dụng luôn. Và các bạn có thể tùy chỉnh với các chế độ khác nhau. Với chiếc nồi cơm điện này thì các bạn có thể tùy chỉnh với 6 chế độ khác nhau. Mình sẽ bấm ở đây với cái chức năng này. Đó. Khi mà các bạn thấy là nó sẽ hiển thị lên chữ tiếng Anh cho mọi người luôn. Rất là dễ sử dụng. Mình sẽ chọn cái tính năng là nấu nhanh. Sau khi chọn xong thì mình có thể chọn các mức thời gian khác nhau. Đó, ở đây các bạn có thể thấy là với cái tính năng nấu nhanh này thì nó có thể hiện giờ lên đến là 24 giờ luôn nha. Đó. Sau khi mà các bạn lựa chọn hiện giờ xong thì mình chỉ cần bấm Start. Trong trường hợp mà các bạn muốn hủy lịch thì các bạn chỉ cần nhấn giữ nút này thì nó sẽ cancel. Rồi, mình sẽ làm lại thao tác tiếp theo nha. Đây. Mình sẽ cho nó nấu nhanh luôn đi. Không cần phải hẹn giờ. Nếu như mà các bạn tùy chỉnh thì mình chỉ cần nhấn cái nút này. Không thì mình có thể bỏ qua mà không cần nhấn. Mình sẽ bấm Start. Rồi, và xong. Với chiếc nồi cơm điện này thì nó sẽ có công suất là 400W như mọi người nha. Và sau khi mà mình đã làm xong thì mình thấy là nó đã có mùi thơm rồi, mình sẽ thử ra. Và đây là thành quả của mình. Ồ, ai mọi người, tôi thấy nó không bông mọi người. Cái này là cái nồi có một cái lớp chống dính này, nên các bạn thấy là cái sau khi mình nó tự động nó sẽ bọc ở bên ngoài, nó không có dính vào trong cái thành nồi, nên mọi người yên tâm nha. Tôi chưa có cắt nha mọi người, nhưng mà mình cảm thấy là nó đặc á, nó giống bánh da lợn hơn là bánh bông lan á. Thử xem này, nó có chín ở trong không nha. Không biết là mình làm sai cái khúc nào ta.
À, nhưng mà mọi người thấy thì nó cũng ổn, nhưng mà nhìn nó giống bánh da lợn hơn là bánh bông lan. Và đây là thành quả của mình, bánh bông lan lai da lợn khi mà mình nấu với chiếc nồi cơm điện này. Nó có hơi phê một tí, nếu như các bạn nào mà đã gặp phải trường hợp này và đã khắc phục được thì hãy chỉ mình bí kíp với nha. Đường link của sản phẩm thì mình có đính kèm ở bên dưới, còn không thì các bạn có thể đến trải nghiệm trực tiếp tại các cửa hàng của Chim Tà Mobile. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi và đồng hành với mình trong hết video vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.